Đây là một trong những dòng nước bí ẩn nhất trên thế giới. Một đại dương rộng lớn nằm trong đất liền, nơi Jason lãnh đạo đội quân Akono, một nơi nước độc và nơi các thần thoại và lịch sử hòa quyện với nhau. Đó là lý do tại sao Robert Ballard đến đây. Khi thám hiểm biển, ai đó nói với bạn rằng đây chính là nơi dành cho bạn, rằng chưa ai từng đến trước đây, nơi mà bí mật có thể ở rất gần kề. Những dòng nước này ẩn chứa rất nhiều bí ẩn, và một trong số đó có liên quan đến những câu chuyện từ xa xưa. Một câu chuyện về một thảm họa lớn xảy ra từ buổi bình minh của loài người. Một câu chuyện được kể đi kể lại qua vô số thế hệ trước khi được ghi lại. Ngày xưa, đã từng xảy ra một trận lụt lớn. Một người đàn ông tên là Noah đã đóng một chiếc thuyền lớn. Nếu câu chuyện đó là thật, có thể nó đã xảy ra ở đây, trong dòng nước tăm tối đầy biến động, nơi đã từng là một cái hồ này. Và chỉ trong chưa đầy một đêm, nó biến thành biển đen. Trận Đại Hồng Thủy Noah. Mùa hè năm 2000, trên con tàu nghiên cứu chân trời phương Bắc, nhà thám hiểm Robert Ballard và cả đội đang đi về phía đông để tới một dòng nước đã khiến anh tò mò trong một thời gian rất dài, biển đen. Trong thế giới cổ đại, nó là nơi sinh sống của rồng và các nữ tướng, một đại dương có rất nhiều bí ẩn và thần thoại. Với diện tích khoảng 240.000 km2, nó là một trong những đại dương nằm trong đất liền lớn nhất trên thế giới, bao phủ một diện tích gần gấp 3 lần diện tích nước Anh. Nó đã là nơi gặp gỡ của các thủy thủ trong hàng ngàn năm và rất nhiều con thuyền đã bị chôn vùi dưới những con sóng của nó. Ballard đến đây vì đáy biển đen bị nhiễm độc, giúp nó có khả năng bảo tồn gỗ rất cao. Có một số lượng lớn thuyền bị chìm ở dưới đó, do đó khả năng tìm lại trường đã bị mất của lịch sử loài người trong trạng thái được bảo tồn gần như nguyên vẹn là rất lớn. To get to the Black Sea, the northern horizon must sail through the Bosphorus, the narrow cleft that separates Europe from Asia and divides the only metropolis built on two continents, Istanbul. Theo thần thoại Hy Lạp, chính qua dòng nước này, Jason và đội quân Argonaut đã bắt đầu chuyến đi tới biển đen để tìm kiếm hạm đội vàng. Ballard đã thám hiểm các đại dương trên thế giới trong hơn 40 năm, nhưng chưa bao giờ chịu trách nhiệm chính trong một cuộc thám hiểm quy mô như vậy tới biển đen. Hàng thập kỷ chiến tranh lạnh đã khiến anh không thể làm điều này, và bây giờ, cuối cùng, cánh cửa cũng đã được mở ra. Đội của Ballard đã đi đến những km cuối cùng của khu vực El Bosphorus, mơ về các vụ đắm tàu mà không hề biết rằng toàn bộ lộ trình của chuyến thám hiểm sắp phải thay đổi. Ballard và tàu chân trời phương Bắc tới biển đen lần đầu tiên và cũng phải đối mặt với những điều kiện tự nhiên mà những thủy thủ Hy Lạp đầu tiên đến đây đã phải đối mặt. Hãy tưởng tượng bạn ở trên một con tàu Hy Lạp cổ. Bình thường bạn có thể nhìn xuống 30 mét dưới nước ở tận đáy. Tuy nhiên ở biển đen, bạn cúi xuống và không thể nhìn thấy gì hết. And the weather is rougher in
Nó không chỉ tối đen mà còn sâu và thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Những cơn bão lớn có thể xảy ra ở trên Biển Đen và điều đó thực sự rất đáng sợ. Ballard đã tìm kiếm những con tàu bị đắm gần hết quãng đời của mình. Từ khi bắt đầu trưởng thành, nhưng một loại tàu bị đắm đã luôn luôn vượt ra ngoài tầm với của anh ấy. Đó là những con tàu gỗ rất cũ vẫn còn nguyên vẹn ở đáy đại dương. Mỗi lần Ballard gặp một vụ đắm tàu cổ, bằng chứng duy nhất anh tìm thấy là hàng hóa của nó, thường là những thùng đựng hàng bằng đất sét gọi là amphora. Phần lộ ra của con thuyền đã bị mối bé nhỏ ăn mất. Không chỉ con tàu mà cả những túi lúa mì, bông và bất cứ thứ gì làm bằng hợp chất hữu cơ trên con tàu cũng sẽ biến mất. Ngay cả những khám phá nổi tiếng nhất của Ballard cũng là nạn nhân của những con mối ở đại dương. Ngay cả phần mũi tàu bằng gỗ cầu kỳ trên tàu Titanic, boong tàu của nó, cả cầu thang hoa mỹ của nó đều đã biến mất. Tôi biết rằng nếu muốn tìm được con thuyền hoàn hảo đó, chúng tôi phải đến đây. Cuộc tìm kiếm con tàu hoàn hảo đó của Ballard được khơi nguồn cảm hứng từ 26 năm trước khi anh ấy đọc một quyển sách do nhà thám hiểm đại dương Willard Bascom viết. Trong quyển sách, Bascom miêu tả kết cấu đặc biệt của Biển Đen. Lớp bề mặt bao gồm 152,5 mét nước, có màu đen và có rất nhiều cá. Nó che phủ gần 2.134 mét nước muối nặng hơn nằm bên dưới. Lớp đáy sâu này không có oxy và bị nhiễm bởi H2S. Ngay cả những con mọt gỗ cũng không thể sống sót trong vùng chết chóc này. Do đó, Bascom dự đoán rằng tất cả những con tàu bằng gỗ ở dưới đáy biển này sẽ được bảo tồn một cách hoàn hảo. Willard là một trong những thần tượng của tôi, một trong những người khổng lồ trong lĩnh vực thám hiểm biển. Khi còn là một cậu bé, tôi là một người không chịu tuân theo các quy định thông thường. Tôi không chỉ thích thám hiểm, mà còn thích phát triển các công nghệ phục vụ cho việc thám hiểm. Willard Bascom bây giờ đã ở tuổi ngoài 80, không thể kiểm chứng giả thuyết của mình về Biển Đen. Hy vọng tìm thấy một con tàu cổ bị đắm còn nguyên vẹn của ông bây giờ thuộc về Ballard. Chúng tôi đang tìm kiếm một con tàu mà như bình thường là sẽ không có ở đó. Không phải để tìm thấy các đống đổ nát, các thùng đựng hàng bằng đất sét, mà để tìm thấy một con thuyền với cột buồm, dây kéo và trục căng buồm còn tốt. Chúng tôi đang tìm kiếm một thứ mà bình thường đã bị ăn mòn, kể cả con người. Ballard có khoảng một tháng để tìm con tàu hoàn hảo của Willard Bascom nếu anh không bị đi lạc hướng trong cuộc thám hiểm. Tuy nhiên, đó chính là điều sắp xảy ra. Giống như Jason, Ballard sẽ bị cuốn hút. Trong trường hợp này, bởi một thứ anh đọc được trong một quyển sách, tôi phải mất rất nhiều năm mới có thể sẵn sàng tới Biển Đen để tìm con tàu hoàn hảo đó. Như trong quyển sách đã xuất bản này, cơ hội đó quá tốt, không nên bỏ lỡ. Quyển sách đó được gọi là Trận Đại Hồng Thủy của Noah. Trong đó, hai nhà địa chất học lần lượt đưa ra các giả thuyết mới hoàn toàn về việc Biển Đen đã được hình thành như thế nào. Họ tranh luận rằng nó có thể được tạo thành bởi trận lụt kinh hoàng nhất trong lịch sử nhân loại, và con người có thể đã có mặt ở đó khi trận lụt xảy ra. Tác giả tiếp tục cho rằng những con người còn sống sót kể lại câu chuyện về trận lụt đó cho vô số thế hệ tiếp theo, cho đến khi nó được ghi lại trong Kinh Thánh với tên gọi Câu chuyện về Noah và con thuyền của mình. Nếu hai nhà địa chất học đó đúng, thì Biển Đen bây giờ đang bao phủ một đồng bằng hẹp nơi con người đã có thể sinh sống khi trận lụt xảy ra. Đó chính là nơi Ballard đến trong ngày đầu tiên của cuộc thám hiểm. Tàu chân trời phương Bắc neo đậu ở một vị trí nước nông của Biển Đen, về phía đông của Bosphorus,
gần thị trấn Cảng Sinop. Theo giả thuyết, trước trận lụt, đây là một miền đất khô ráo nằm gần một hồ nước ngọt. Đây là một nơi định cư rất thuận lợi với một hồ nước ngọt lớn. Nó đã luôn hấp dẫn con người. Chắc hẳn đã có những nhóm người định cư xung quanh hồ. Tôi nghĩ đó là một giả thuyết hoàn toàn có lý. Không ai biết liệu những người sống ven hồ như thế có thực sự đã từng tồn tại hay không. Nhưng nếu có, chắc họ giống những người thuộc thời kỳ đồ đá mới sống ở khu vực gần đó. Chắc hẳn họ phải sống trong những ngôi làng nhỏ, trong các ngôi nhà tranh hay tương tự như vậy. Họ có thể dệt vải lanh và họ có các tấm áo da thú. Có thể những người từng sống quanh hồ đã làm nông nghiệp, nhưng chúng ta vẫn chưa biết chắc câu trả lời cho việc đó. Dù ở đâu, họ cũng có thể đã để lại vết tích về cuộc sống của họ. Chúng nằm ẩn giấu dưới nước trong suốt 7.000 năm qua. Một vài trăm mét bên dưới con tàu của người đàn ông thích khám phá này. Với Ballard, đây là cơ hội ngàn năm có một. Anh quyết định rằng việc tìm con tàu hoàn hảo có thể đợi một hay hai ngày trong khi anh ấy khảo sát nhanh đường bờ biển cũ ở bên dưới, tìm kiếm dấu hiệu của một nền văn minh đã mất. Công việc này bắt đầu bằng cuộc tìm kiếm dùng thiết bị định vị bằng sóng siêu âm. Tôi đang cố gắng thử xem liệu chúng tôi có thể dùng thiết bị định vị bằng sóng siêu âm để khảo sát khu vực này không, thu thập một vài vật nhỏ, những vật dụng trên tàu, sau đó mới quyết định xem có tiếp tục tiến hành và xem xét kỹ hơn. Công việc này giống như mò kim đáy biển, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng có thể tìm ra được cây kim đó. Việc dùng thiết bị định vị bằng sóng siêu âm để khảo sát ngay tại địa điểm này sẽ giúp cho Ballard một cái nhìn tổng quát hơn về địa hình phía dưới mặt nước. Nó sẽ khảo sát một khu vực rộng 610 mét trong một dải đường biển dài hàng km. Những vật thể dưới đáy được ghi lại dưới dạng tiếng vọng của sóng siêu âm. Nói cách khác, chúng chỉ là bóng của một thứ gì đó chứ chưa chắc đã phải là chính nó. Đêm hôm đó, Ballard chuẩn bị hạ thấu kính camera có tên Argus xuống. Anh nhận thấy có một điều gì đó khá kỳ lạ trên máy in của thiết bị định vị siêu âm và có linh cảm rằng đó có thể là một chi tiết quan trọng. Vì tôi không thể thức 24 giờ một ngày, tôi ngồi ở khâu cuối trong cuộc khảo sát này với một trong những sinh viên của tôi, nhìn vào tất cả các mục tiêu và phân loại chúng thành các nhóm xác suất cao và xác suất thấp. Khi tôi giả soát những mục tiêu này, tôi chú ý tới mục tiêu 82, và tôi lập tức tập trung chú ý vào mục tiêu này. Tôi chưa bao giờ thấy một mục tiêu như thế. Tàu không có hình vuông, máy bay không có hình vuông. Nó rất đặc biệt. Nó là một trong những điều kỳ lạ khiến tôi chú ý ngay khi nhìn vào tờ giấy in. Đó là lý do tại sao tôi nói chính là cái đó.